Rồi, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay mình lên cho anh em xem một cái máy vặn vít lập thì của DCF680N1. Cái này là cái hàng Mỹ về nha anh em. Hàng Mỹ về nó không có tiếng China. Hiện tại thị trường Việt Nam nó có chữ China và nó có chữ G là của China về. Đặt Alibaba về. Rồi, cái này là Mỹ về 20V 8V nó là sử dụng điện 120V. Những anh em quan tâm liên hệ mình. Cái này nó mới chầm chầm. Mới chầm chầm ha. Thì mình có đăng trên Shopee rồi ở trên web công binh. Rồi đây cũng về cũng vài cây. Đấy. Nó có là cái túi xách. Có túi xách luôn ha anh em ha. Đó, nếu mà anh em mua đúng hàng thì chữ nó không có chữ China nha. Rồi, ok. Một pin. Pin đầu quát 8V. Và hãng có tặng kèm là cái móc treo trên này. Và cái sạc. Sạc. Đó, 2022. Rồi, nhân vật chính là cái này. Đây. Nó là UL, UL mà là Mỹ về nha anh em, không có UL là Việt China. Ok. Đó. Tốc độ của nó là từ 0 đến 430 và nó có 15 cái cấp độ trượt. Đấy, rồi. Cái pin, cái hàng này nêu chầm chầm, những anh em quan tâm liên hệ Tùng 0962 232 100. Đó. Thì mình gạt qua ha. Rồi, cái này thì mình gắn ở trên này. Gắn ở trên này đỡ cho mình gắn mấy cái vít để mình gài. Thì nó có cái cấp độ trượt này để cho anh em mở dàn áo xe máy này, mở máy tính này. Rồi, cái này nó được cái nó thẳng ra luôn. Và nó có đèn led ở trên này. Ở đây. Và giá của nó là 2 triệu tư. Đây. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì nó như thế này. Đấy. Một máy, một bình, một sạc. Cảm ơn anh em.